Trong một năm trở lại gần đây, xu hướng tiêu dùng của các khách hàng trong nước chuyển dịch sang những dòng xe gầm cao. Nắm bắt được xu hướng này, Toyota tung ra thị trường mẫu crossover hạng A hoàn toàn mới mang tên Toyota Jay. Tiếp nối sự thành công của Toyota Corolla Cross, Toyota Jay được kỳ vọng sẽ là gương mặt sáng giá tiếp theo của hãng xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, đưa Toyota trở lại ngôi thống trị đã bị đánh mất vào tay người Hàn trong suốt bao nhiêu năm qua. Tại Việt Nam, Toyota Jay nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người dùng Việt. Bất ngờ hơn, thì hãng xe đến từ Nhật Bản công bố chính thức giá bán của mẫu xe này chỉ khởi điểm ở mức là 527 triệu đồng cho phiên bản một tông màu và 535 triệu đồng cho phiên bản hai tông màu thể thao. Xe được nhập khẩu trực tiếp tại Indonesia. Toyota Jay sở hữu thông số kích thước lần lượt là 4030mm x 1710mm x 1605mm, chiều dài trục cơ sở đạt 2525mm, khoảng sân gầm 200mm, bán kính quay vòng 5,1m. Tất cả những thông số trên hứa hẹn sẽ đem tới cho khách hàng một không gian rộng rãi, khả năng vận hành cơ động và linh hoạt khi di chuyển trong phố, đặc biệt là có thể leo lề, leo vỉa hè dễ dàng hơn. Nhìn từ trực diện, Toyota Jay 2022 trông khá hầm hố với phần mặt ca lăng hình lục giác cỡ lớn. Bên trong là cấu trúc dạng lưới giúp làm mát động cơ tốt hơn, từ đó tối ưu hiệu suất vận hành. Phần nắp capo của Toyota Jay sở hữu những đường gân dập nổi khỏe khoắn, giúp xe trở nên cá tính và thể thao hơn. Xe được trang bị đèn pha LED tự động tắt bật pha cốt thông minh và tích hợp đèn LED chạy vào ban ngày. Nhìn từ phía hông xe, Toyota Jay 2022 toát lên vẻ thể thao với bộ vành 17 inch lớn nhất trong phân khúc với 5 châu kép dạng xoay bắt mắt. Đi kèm là bộ lốp có thông số 205-60, góp phần mang đến trải nghiệm êm ái. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn ghi thêm điểm cộng với những khách hàng trẻ nhờ có nóc xe sơn đen cá tính tương phản với màu sơn thân xe. Xe được trang bị cặp gương chiếu hậu có tính năng gập chỉnh điện, tích hợp đèn xi nhan báo rẽ và cảnh báo nguy hiểm dạng LED. Toyota Jay có phần đuôi xe cân đối hơn, các chi tiết được kẻ ngang khá đồng bộ, trong khi phần cản dưới có thiết kế đơn giản, tạo vẻ thanh thoát cho phần đuôi xe. Nổi bật nhất là cụm đèn hậu LED nối liền với thanh nẹp màu đen. Bên dưới, ống xả được giấu kín bên trong cản sau. Cánh lướt gió thể thao đính kèm đèn phanh trên cao dạng LED, các hốc gió giả đều giúp cho tổng thể đuôi sau của Jay trở nên cá tính và mạnh mẽ hơn. Tương tự các sản phẩm mới của Toyota, mẫu xe này sở hữu khoang nội thất theo xu hướng hiện đại, tinh tế, đủ sức thuyết phục những khách hàng trẻ khó tính nhất. Bước vào bên trong khoang lái, khách hàng sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự thoáng đãng đến từ không gian nội thất của xe. Bảng tao lô của xe sử dụng kiểu thiết kế đối xứng, đem lại diện mạo dễ nhìn, trực quan. Ngoài ra, các nhà thiết kế của hai hãng xe này cũng tận dụng tối đa không gian, bố trí các tính năng theo cách đơn giản nhất, giúp mang lại cảm giác không gian rộng rãi hơn đáng kể so với thực tế. Vô lăng của Toyota Jay sử dụng thiết kế 3 chấu thể thao, tích hợp đầy đủ các chức năng. Đặc biệt, hãng xe Nhật Bản còn trang bị cho mẫu xe này lẫy chuyển số sau vô lăng và chế độ vận hành Power Mode được tích hợp sẵn trên vô lăng. Ngay phía đằng sau là phần màn hình kỹ thuật số 7 inch dạng digital hiện đại, có thể tùy chọn nhiều chế độ, đa thông tin từ lịch bảo dưỡng, sinh nhật, v.v. Cần số của xe đều được đặt khá gọn gàng chính giữa hàng ghế trước. Ngoài ra, cần số còn được bọc da, thiết kế vừa tầm, thuận tiện để điều khiển. Toàn bộ ghế ngồi trên xe được bọc da pha nỉ, sử dụng tông màu đen. Trong đó hàng ghế trước được chỉnh cơ, hàng ghế thứ hai có khả năng gập 60-40 để tăng không gian chứa đồ cho hành khách. Chính vì vậy, xe có dung tích khoang hành lý là 365 lít, nhưng nếu gập hàng ghế sau, dung tích có thể mở rộng tối đa lên tới 1.133 lít. Về phần trang bị tiện ích, Toyota Jay sở hữu phần màn hình thông tin giải trí cảm ứng có kích thước lên tới 9 inch, kết nối Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB, radio, đi kèm trang bị hệ thống âm thanh 6 loa tiêu chuẩn. Các tính năng như khởi động bằng nút bấm Start-Stop, chìa khóa thông minh, gương trong xe chống chói ngày và đêm, gạt mưa tự động đều được trang bị trên xe. Toyota Jay 2022 là mẫu xe hạng A đầu tiên của Toyota tại Việt Nam, được trang bị khối động cơ tăng áp. Cụ thể, xe sở hữu khối động cơ 1.0 lít tăng áp 3 xi lanh thẳng hàng, sản sinh ra 98 mã lực và 140 Nm, đi kèm hộp số tự động giả lập 8 cấp số, xe sử dụng hệ thống dẫn động cầu trước. Để mang lại sự phấn khích cho người lái, Toyota Jay được trang bị thêm chế độ Power. Nút bấm này được đặt trên vô lăng, giúp người dùng có thể dễ dàng thao tác trong quá trình vượt xe, leo dốc hoặc tải nặng. Xe có mức tiêu hao nhiên liệu ở trong đô thị và ngoài đô thị kết hợp lần lượt là 7,0 lít cho 100 km, 4,8 lít cho 100 km và 5,6 lít cho 100 km. Với khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, đây sẽ là điểm cộng lớn trong bối cảnh giá xăng tăng mạnh hiện nay.
Còn lại, các công nghệ an toàn của Toyota Jay mình xin phép được đặt bên trên màn hình để giúp cho quý vị và các bạn có thể theo dõi. Vừa rồi là những chia sẻ chi tiết về chiếc Toyota Jay 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.